chơi đúng không? Vậy thì hôm nay chị có một trò chơi cực hay dành cho các em luôn. Đó là trò chơi săn trứng khủng long. Để chơi trò chơi này thì chị sẽ chia các em ra làm hai đội này. Bây giờ các em sẽ chọn đội đi, hai bạn một đội nhá. Thế là Ngọc đội của Min đúng không? Thế thì bây giờ này, trứng khủng long thì chị đã để vung quanh đây này, cả nhà này, cả ngoài cả vườn ngô nữa, có rất là nhiều trứng khủng long luôn. Các em cứ đi tìm thoải mái. Và đội nào mà tìm được nhiều trứng hơn thì sẽ được tất cả trứng khủng long của cả đội kia nữa. Bây giờ bắt đầu nha. Bây giờ hai chị em mình cùng đi tìm trứng nha. Ui các bạn ơi, và ở đây có một quả trứng này các bạn ơi. Đâu đâu xem nào. Ngọc với Minh đã tìm được một quả trứng rồi. Các bạn ơi, mình đã tìm được một quả trứng. Bây giờ mình sẽ tìm quả trứng tiếp theo nhé. Đi. Wow, các bạn ơi, hình như mình đã tìm thấy một quả. Wow, mình giỏi quá các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đi theo Minh không là Minh lạc các bạn. Các bạn ơi, mình thấy cái gì màu cam cam ở đằng kia của các bạn? Mình đã tìm được rồi, hai quả trứng rồi này các bạn ơi. Chắc chắn mình sẽ thắng rồi. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình và Min đi tìm trứng tiếp nhé. Đi. Mình phải thắng. Mình. Ờ, các bạn ơi, mình tìm thấy một quả trứng rồi này. Kiểu này thắng cho mà xem. Min ơi, xem. Here we go. Một quả Ngọc tìm thấy đúng không? Rồi, vậy là hai chị em nhà này khả quan chiến thắng đây này. Cố gắng lên đi tìm tiếp đi. Nope. Oh my god. What? Ô Min kìa. Thế à, bên đội Ngọc bỏ rơi Min à? Thôi các bạn ơi, mình cãi đi rồi. Đội này mà hai thành viên mà không đoàn kết với nhau coi như thua nhá. Phải để cho Min đi tìm được thì mới là thắng. Nào Min đi tìm nữa đi, đứng dậy đi tìm đi. Vậy thì số trứng đấy thuộc tất cả về bọn em luôn. Được, ok. Bên đội trả trước á? Hay là đập hộp bên em Min trước đi? Được không? Ok. Bây giờ sẽ đập hộp bên em Min trước này. Wow, Min rất là chuyên nghiệp luôn. À, hộp này có gì nhỉ? Có gì? À, một khủng long gai. Xem nào, đập hộp tiếp, Min đập hộp tiếp xem bên trong quả trứng tiếp theo nào. Ồ, quả trứng tiếp theo này rất là nhiều kẹo luôn. Kẹo bố các bạn ạ, bây giờ đến lượt mình đập quả xanh nha. Xem nào, đến lượt quả ấy nào. Wow, các bạn ơi, có một con voi. À, em Min lại muốn đập tiếp này, nào Min đập nào. Min có gì vậy? Các bạn ơi, một cái kẹo bút và một cái kẹo gấu. Hầu như là cái quả trứng nào cũng có kẹo mút đúng không? Wow. Còn quả nào nữa không? Và con quả này. À, thì xem quả này nào. Bây giờ mình sẽ đập nha các bạn. Wow, cái này nguyên một túi nhưng mà có mỗi 3 cái thôi. 3 cái thôi à? 3 kẹo mút. Thế thì bây giờ cái súng. Ồ, súng AK luôn. Con rất là dễ. Ừ, cái kiểu con bò đúng không? Gì vào đâu? Thôi, xin mời các bạn sang bên này các bạn. À,
mê yêu cả một kẹo mốt này. Cái xúc xắc này. Tiếp cái gì nữa? Cái kẹo nổ. À, cái kẹo nổ. Thế còn bên trà, trà đập rồi sao đấy? Một cái kẹo gấu. Thế đi xem quả trứng to nhá. Là zoom gần quả trứng to xem có gì. Ôi quả này rất là nặng luôn. Trong này này có cá. Sao? Cá voi. Cá voi, một con bò này. Ôi một thứ cá mút rất là nhiều mèo luôn. Chưa đừng. Là một con cua. Một con cua. Thế bây giờ còn hai cái đúng không? Bên này giờ đồ đúng không? Các bạn nhìn này, rơi. Các bạn nhìn này, đây là bãi chiến trường sau khi săn khủng long xong. Rất là nhiều đồ nhưng mà các vỏ trứng tan tác hết ra rồi. Oh no. Các bạn ơi, mình chắc chắn đây là có khủng long mẹ. Mấy là mấy cái đẻ ra một cái quả trứng nhưng mà hơi bị to các bạn. Chưa gì mình đã đập ra nhưng mà cứ tưởng có khủng long con anh rồi đúng không? Nó chơi với cả mấy cái kẹo. Vậy là các bạn này đang nghĩ là quả trứng khủng long này sẽ có khủng long thật đúng không? Nhưng ai ngờ toàn đồ chơi với kẹo đúng không? Các em ơi, hôm nay các em săn trứng khủng long có vui không? Có. Bây giờ thì chắc là mình cũng dừng video ở đây thôi. Các em có muốn nói gì với các bạn khán giả không?